Chào các bạn, trên tay mình đang là cái chiếc iPad mini phiên bản 3G. Đây là cái chiếc iPad mini mới được bán ở Mỹ vào ngày 16 vừa qua. Và bây giờ thì nó đã xuất hiện ở thị trường Việt Nam. Hiện nay thì nếu mà bạn muốn mua iPad mini thì chúng ta cũng chưa mua được. Đây là cái máy đầu tiên xuất hiện ở Việt Nam. Cái máy này do một anh ở bên chepgame.vn mang về. Có lẽ phải đến cuối tuần này thì những cái máy iPad mini đầu tiên mới có thể bán ở Việt Nam. Chiếc máy mình đang có trên tay là phiên bản màu đen. Thực chất là màu xanh đen chứ không còn là màu đen truyền thống nữa. Ở mặt trước thì bạn thấy nó là màu đen. Tuy nhiên khi mà mở cái lưng đằng sau thì chúng ta sẽ thấy cái ánh xanh. Điều này giống hệt với lại iPhone 5. iPhone 5 cũng sử dụng cái ánh màu xanh kim loại ở đằng sau. Và ở trên cái phiên bản iPad mới này thì tất cả cái mặt lưng đều tương ứng với lại cái mặt trước của nó. Ví dụ như đằng trước là màu đen thì quả táo cũng màu đen và cái phần 3G này cũng là màu đen luôn. Còn với những chiếc máy màu trắng thì mặt trước màu trắng và mặt sau sẽ là màu bạc. Nếu mà bạn để ý kỹ thì bạn sẽ thấy cái phần nhựa này nó khác với iPhone 5. Ở trên iPhone 5 thì chúng ta cũng có màu đen nhưng mà nó là đen đậm. Bởi vì đây là cái lớp kính, còn cái này chỉ là nhựa thôi. Apple họ không trang bị cái lớp kính để bảo vệ như là iPhone 5. Bạn thấy là cái màu sắc của hai sản phẩm cũng khá là tương đồng, ở mặt sau đều ánh lên ánh xanh. Tuy nhiên thì iPad mini có vẻ xanh hơn. Cả quả táo cũng màu đen tương tự. Rất là giống nhau. Nếu mà bạn để ý kỹ thì sẽ thấy là cái trái táo này nó hơi lớn so với cái thiết kế tổng thể, nó cần phải nhỏ hơn. Apple khá là ẩu khi mà thiết kế cái trái táo như thế này. Cũng tương tự như là trên cái MacBook Air 11 thì cái trái táo nó chiếm phần lớn cái diện tích và nhìn rất là khó chịu. Nó sẽ đẹp hơn nếu mà cái trái táo nó nhỏ. Và chúng ta có một cái camera 5 chấm, camera này sở hữu module gần giống là iPhone 4. Ở trên đỉnh thì bạn sẽ có một cái jack cắm tai nghe 3.5mm ngược với lại iPhone 5. Chúng ta có một cái micro phụ và cái nút nguồn nhỏ ở đây. Đây là hai cổng, hai phím thanh giảm âm lượng và cái nút khóa máy, khóa xoay màn hình hoặc là nút mute hay cắm sim. Một cái điểm khác biệt khác, một cái điểm khác biệt nữa giữa iPad mini 3G và bản Wi-Fi. Và cũng tương tự như cái bản Wi-Fi, chúng ta có hai cái loa stereo và cái cổng lighting. Bên này thì không có gì cả. Ở cái phiên bản iPad 3G thì bạn sẽ có cái phần cellular data. Máy này là máy của Verizon, một cái nhà mạng CDMA. Tuy nhiên thì khi mà về Việt Nam nó vẫn sử dụng được. Bởi vì từ iPad 3 trở đi thì tất cả các cái thiết bị iPad đều hỗ trợ đầy đủ cả GSM lẫn CDMA. Cái sự khác biệt giữa nhà mạng chỉ là để cho cái sóng LTE, cái mạng 4G chưa quan tâm, chưa xài được Việt Nam. Thực chất thì khi mà mua một cái máy iPad 3G thì bạn cũng không cần quan tâm đến nhà mạng nào. Bởi vì tất cả đều sử dụng được ở nước ta với cái mạng 3G đầy đủ. Dự kiến thì 5 năm nữa chúng ta mới có mạng LTE. Nên hiện tại thì iPad 3 vẫn xài rất là tốt. Xin cảm ơn các bạn.